Bạn có biết có một sinh vật biển nhỏ bé có thể tạo ra âm thanh lớn hơn cả động cơ máy bay phản lực không? Đó chính là tôm tích. Tuy nhỏ hơn ngón tay của bạn, nhưng loài tôm này lại là một trong những thợ săn mạnh mẽ nhất đại dương. Vũ khí bí mật của nó là gì? Một chiếc càng kẹp nhanh đến mức tạo ra sóng xung kích, làm cho con mồi choáng váng hoặc chết ngay lập tức. Cái tên tích của nó xuất phát từ tiếng nổ lớn mà nó tạo ra, giống như tiếng súng dưới nước. Trong nhiều năm, các thủy thủ đã bối rối bởi những tiếng lách tách dưới sóng, cho đến khi phát hiện ra tôm tích chính là nguồn gốc. Loài giáp xác nhỏ bé này sử dụng càng của mình để săn mồi, giao tiếp và tự vệ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những loài động vật nhỏ nhất cũng có thể sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôm tích phát triển mạnh trong thế giới cạnh tranh của rắn san hô và thâm cổ biến. Câu chuyện của nó thách thức những ý tưởng của chúng ta về sức mạnh và sự sống sót trong đại dương. Sự khéo léo của tự nhiên được thể hiện rõ ràng ở loài sinh vật nhỏ bé này. Càng của tôm tích vừa là vũ khí vừa là công cụ thể hiện. Sự tồn tại của nó chứng minh rằng đại dương đầy rẫy những điều bất ngờ. Khi chúng ta khám phá biển cả, những sinh vật như tôm tích nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải học. Tôm tích là một kỳ quan của sự tiến hóa và là minh chứng cho sự sáng tạo của tự nhiên. Tôm tích nhỏ, chỉ dài từ 3 đến 5cm, nhưng dễ dàng nhận ra bởi chiếc càng quá khổ của nó. Chiếc càng này đôi khi bằng một nửa kích thước cơ thể, là một vũ khí chuyên dụng, không chỉ để kẹp. Tôm tích sống ở vùng nước ấm, nông trên khắp thế giới, ẩn mình trong rắn san hô, hang cát hoặc bãi hào. Nhiều loài đào đường hầm để bảo vệ, thường chia sẻ nhà của chúng với cá bổng trong một mối quan hệ đối tác độc đáo. Cá bổng đóng vai trò cảnh giới, trong khi tôm duy trì hang, một ví dụ hoàn hảo về sự hợp tác trong tự nhiên. Với hơn 600 loài, tôm tích có đủ màu sắc, từ đỏ và xanh rực rỡ đến nâu và xanh ngụy trang. Màu sắc của chúng giúp chúng hòa mình vào môi trường hoặc phục kích con mồi. Cuộc sống là một cuộc tìm kiếm thức ăn và sự an toàn không ngừng, và môi trường sống của chúng mang lại cả thử thách và cơ hội. Chúng ăn cá nhỏ, giun và giáp xác, sử dụng càng mạnh mẽ của mình để bắt những con mồi mà loài khác không thể. Vai trò của chúng trong hệ sinh thái là rất quan trọng. Chúng định hình môi trường và giữ cho lưỡi thức ăn cân bằng. Tôm tích không chỉ là một điều tò mò, nó là một nhân tố quan trọng trong thế giới biến. Hình dáng và hành vi của nó là những ví dụ hoàn hảo về sự thích nghi. Ngay cả những sinh vật nhỏ nhất cũng có thể có tác động lớn đến môi trường xung quanh. Sức mạnh của tôm tích đến từ chiếc càng độc đáo của nó, hoạt động như một cái ná sinh học, càng có một piston và một ổ cảm. Khi được chuẩn bị, nó tích trữ năng lượng như một cây cung được kéo căng. Một cơ bắp giải phóng chốt, kẹp càng lại trong vòng chưa đầy 700 microgiây, nhanh hơn 10 lần so với một cái chớp mắt. Sự đóng lại nhanh chóng này bắn ra một tia nước với tốc độ 100 km/h, tạo ra một bong bóng khí. Điều kỳ diệu thực sự xảy ra khi bong bóng này vỡ ra, tạo ra sóng xung kích và âm thanh lên đến 220 dB, lớn hơn tiếng súng trường. Sự vỡ ra cũng tạo ra một tia sáng và nhiệt gần bằng nhiệt độ bề mặt mặt trời. Quá trình này được gọi là tạo bong bóng khí, là một kiệt tác của kỹ thuật tự nhiên. Tôm tích khai thác vật lý theo cách cạnh tranh với công nghệ của con người. Tiếng kẹp của nó không chỉ là tiếng ồn, mà là một sự kiện phức tạp của âm thanh, nhiệt và ánh sáng. Sự tiến hóa đã biến một chiếc càng đơn giản thành một công cụ tốc độ cao, công suất lớn. Ngay cả các kỹ sư cũng nghiên cứu loài tôm này để tìm hiểu về việc giải phóng năng lượng hiệu quả. Tôm tích là bằng chứng cho thấy tự nhiên có thể vượt qua cả những cỗ máy nhanh nhất của chúng ta. Tiếng kẹp của tôm tích là một sức mạnh của tự nhiên. Chỉ riêng âm thanh của nó cũng đủ làm choáng váng hoặc giết chết những con mồi nhỏ. Ở mức 220 dB, nó là một trong những tiếng ồn lớn nhất trong đại dương, đủ mạnh để làm gián đoạn sóng siêu âm. Bong bóng vỡ ra cũng tạo ra một luồng nhiệt đạt gần 4.700 độ C trong một phần nghìn giây. Nhiệt này kết hợp với sóng xung kích làm nứt vỡ và làm tê liệt con mồi từ xa. Tôm không cần chạm vào mục tiêu, chỉ cần nhắm vào bản. Chiến lược săn mồi độc đáo này làm cho nó khác biệt so với các loài săn mồi biến khác. Tiếng kẹp là một vũ khí đa năng, chính xác, âm thanh, áp lực và nhiệt tất cả trong một. Đó là một bản giao hưởng của sự hủy diệt, biến tôm tích thành một thợ săn đáng sợ trong thế giới của nó. Các quy luật của tự nhiên trở thành công cụ sinh tồn trong những chiếc càng nhỏ bé của tôm. Tiếng kẹp của tôm tích là công cụ chính để săn mới và sinh tồn. Nó cảm nhận con mồi bằng râu của mình
sau đó căn chinh càng và bắn ra một sóng xung kích để làm choáng váng hoặc giết chết. Phương pháp này cho phép nó bắt những con mồi di chuyển nhanh, mà nếu không thì sẽ thoát được. Tôm không cần tốc độ, chỉ cần độ chính xác. Tiếng kẹp của nó cũng là một cách phòng thủ, làm giật mình những kẻ săn mồi và cho tôm thời gian để trốn thoát. Đôi khi, một cú đánh trực tiếp là đủ để xua đuổi kẻ tấn công. Tiếng kẹp cũng là một cách để giao tiếp. Tôm sử dụng nó để báo hiệu lãnh thổ, thu hút bạn tình và tương tác với đàn của chúng. Tiếng lách tách liên tục của một đàn tôm là một ngôn ngữ của sự sống còn. Đối với tôm tích, tiếng kẹp là một thiết bị tất cả trong một vũ khí, lá chắn và giọng nói. Nó rất cần thiết cho mọi phần trong cuộc sống của nó dưới đáy biển. Sự sống còn của sinh vật nhỏ bé này phụ thuộc vào sức mạnh của tiếng kẹp của nó. Chiếc càng của tôm tích kẹp lại trong vòng chưa đầy 700 microgiây, nhanh hơn 100 lần so với một cái chớp mắt của con người. Tia nước của nó đạt 100 km/h, sánh ngang với những chuyển động nhanh nhất trong tự nhiên. Trong khi một viên đạn di chuyển nhanh hơn, tiếng kẹp của tôm là về tốc độ giải phóng năng lượng, không phải khoảng cách. Bong bóng khí vỡ ra gần như ngay lập tức, giải phóng một sóng xung kích giống như một vụ nổ nhỏ. Các kỹ sư con người sử dụng tia nước áp suất cao để cắt thép, nhưng tôm làm điều đó một cách tự nhiên, ở quy mô nhỏ. Thiết kế của nó tiết kiệm năng lượng, tự sửa chữa và hoàn toàn thích nghi với thế giới của nó. Càng của tôm tích là một kỳ quan của sự tiến hóa, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học và kỹ sư. Các giải pháp của tự nhiên thường vượt trội hơn những cỗ máy tiên tiến nhất của chúng ta. Tôm tích chứng minh rằng sức mạnh lớn có thể đến từ những gói nhỏ. Nghiên cứu tôm tích không chỉ hấp dẫn, mà còn thực tế. Sự thành thạo của nó trong việc tạo bong bóng khí giúp các nhà khoa học thiết kế vật liệu bền hơn và máy móc hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu y học được truyền cảm hứng từ sóng xung kích của nó, khám phá những cách mới để phá vỡ sợi thần hoặc đưa thuốc. Các kỹ sư tìm đến tôm để tìm ý tưởng trong robot dưới nước và các công cụ tiết kiệm năng lượng. Tôm tích là một mô hình cho sinh học mô phỏng, các giải pháp của tự nhiên cho những thách thức của con người. Sinh vật nhỏ bé này cho thấy sự tiến hóa có thể giải quyết các vấn đề phức tạp một cách thanh lịch như thế nào. Di sản của tôm tích vươn xa hơn rắn san hô, định hình công nghệ và khoa học. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những sinh vật nhỏ nhất có thể có tác động lớn nhất.